Không, con này golden không được lấy rồi. Green không được lấy. Được. Dạ được. Không, con này oversize rồi. Không được. Anh bạn phải để cho nó mệt rồi mới vô được. Ở đây vô đó. Lùi lại tí. Quá dữ rồi, quá khủng khiếp rồi. Hết nói. Trời ơi, con này oversize rồi. Con này chắc sống chắc 50 năm rồi á. Được. Ừ. Ừ. Xong. Kéo quá. Đừng có quay không. Để cho nó chạy á. Không, phải bật lên vậy nè. Bật lên rồi lua nó. Cho nó đỡ tải thôi. Chứ mà cứ quay không á, quay chịu không nổi đâu. Rồi mấy cá lớn này phải chịu nổi. Ủa, con này màu vàng hả? Màu vàng, con này là golden. Rồi, bỏ lên xe. Chỉ mong mình sẽ cho nhau lối đi riêng. Đất mơ này. Thả nó về. Tại vì nó quá bự. Nó quá bự. Ê! Đi nha, về đi nha, kêu con cái mày tới. Lông nha, lông râu nha. Ê, đừng có động nhớ tên lông râu nha.